chào ba mẹ, chào mừng ba mẹ đến với channel Bỉm Sữa của Linh nhá. Trong video ngày hôm nay thì Linh sẽ gợi ý cho ba mẹ 80 cái tên thật là hay và ý nghĩa cho bé trai. Việc đặt tên cho bé là một cái việc khá là đau đầu và mình tin chắc rằng ba mẹ nào cũng muốn có một cái tên thật là hay và thật là ý nghĩa để có thể đặt cho con của mình. Cái tên thì nó sẽ theo con trong suốt cả cuộc đời và không thể thay đổi được. Đăng khoa, cái tên sẽ đi cùng với niềm tin về tài năng, học vấn và khoa bảng của con trong tương lai. Minh Khôi, sáng sủa, khôi ngô và đẹp đẽ. Trung Kiên, bé sẽ luôn vững vàng, có quyết tâm và có chính kiến. Tuấn Kiệt, bé vừa đẹp trai, vừa tài giỏi. Phúc Lâm, bé là phúc lớn trong dòng họ và gia tộc. Bảo Long, bé như một con rồng quý của cha mẹ và đó là niềm tự hào trong tương lai với thành công vang dội. Gia Hưng, bé sẽ là người làm hưng thịnh gia đình, dòng tộc. Gia Huy, bé sẽ là người làm rạng danh gia đình, dòng tộc. Quang Khải, thông minh, sáng suốt và luôn đạt mọi thành công trong cuộc sống. Đức Huy, tâm đức sẽ luôn sáng mãi trong suốt cuộc đời con. Huy Hoàng, sáng suốt, thông minh và luôn tạo ảnh hưởng tới người khác. Mạnh Hùng, mạnh mẽ và quyết liệt, đây là những điều bố mẹ mong muốn ở bé. Phúc Hưng, phúc đức của gia đình và dòng họ sẽ luôn được con gìn giữ, phát triển hưng thịnh. Minh Khang, một cái tên với ý nghĩa mạnh khỏe, sáng sủa, may mắn dành cho bé. Gia Khánh, bé luôn là niềm vui, niềm tự hào của gia đình. Anh Minh, thông minh và lỗi lạc, lại vô cùng tài năng xuất chúng. Trường An, đó là sự mong muốn của bố mẹ để con luôn có một cuộc sống an lành và may mắn, đức độ và hạnh phúc. Thiên Ân, nói cách khác, sự ra đời của bé là ân đức của trời dành cho gia đình. Minh Anh, chữ Anh vốn dĩ là sự tài giỏi, thông minh, sẽ càng sáng sủa hơn khi đi cùng với chữ Minh. Quốc Bảo, đối với bố mẹ, bé không chỉ là báu vật mà còn là hy vọng bé sẽ thành đạt, vang danh khắp chốn. Đức Bình, bé sẽ có đức độ để bình yên thiên hạ. Hùng Cường, bé sẽ luôn có sức mạnh và vững vàng trong cuộc sống, không sợ những khó khăn mà bé có thể vượt qua tất cả. Hữu Đạt, bé sẽ đạt được mọi mong muốn trong cuộc sống. Minh Đức, chữ Đức không chỉ là đạo đức mà còn chứa chữ tâm. Tâm đức sáng sẽ giúp bé luôn là con người tốt đẹp, giỏi giang và được yêu mến. Anh Dũng, bé sẽ luôn là người mạnh mẽ, có ý chí để đi tới thành công. Hữu Nghĩa, bé luôn là người cư xử hào hiệp, thuận theo lẽ phải. Khôi Nguyên, đẹp đẽ, sáng sủa, vững vàng và điềm đạm. Đức Thắng, cái đức sẽ giúp con vượt qua tất cả để có thể đạt được thành công. Chí Thanh, cái tên vừa có ý chí, có sự bền bỉ và sáng lạn. Hữu Thiện, cái tên đem lại sự tốt đẹp, điềm lành đến cho bé cũng như mọi người xung quanh. Phúc Thịnh, phúc đức của dòng họ, gia tộc ngày càng tốt đẹp. Đức Toàn, chữ Đức vẹn toàn, nói lên một con người có đạo đức, giúp người, giúp đời. Minh Triết, có trí tuệ xuất sắc, sáng suốt. Quốc Trung, có lòng yêu nước, thương dân, quảng đại bao la. Xuân Trưởng, mùa xuân với sức sống mới sẽ trường tồn. Anh Tuấn, đẹp đẽ, thông minh, lịch lãm, đó chính là những điều bạn đang mong ước ở bé. Thanh Tùng, có sự vững vàng, công chính, ngay thẳng. Kiến Văn, bé là người có kiến thức, ý chí và sáng suốt. Quang Vinh, có sự thành đạt, rạng danh cho gia đình và dòng tộc. Uy Vũ, con có sức mạnh và uy tín. Thiện Nhân, ở đây thể hiện một tấm lòng bao la, bác ái và thương người. Tấn Phát, bé sẽ đạt được những thành công, tiền tài và danh vọng. Trấn Phong, trấn là sấm sét, phong là gió. Trấn Phong là một hình tượng biểu trưng cho sự mạnh mẽ, quyết liệt, cần có ở một vị tướng, một vị lãnh đạo. Trường Phúc, phúc đức cho dòng họ sẽ trường tồn. Minh Quân, bé sẽ là nhà sáng tạo sáng suốt trong tương lai. Minh Quang, sáng sủa, thông minh, rực rỡ như tiền đồ của bé. Thái Sơn, sự vững vàng, chắc chắn cả về công danh lẫn tài lộc. Đức Tài, vừa có đức, vừa có tài là điều mà cha mẹ nào cũng mong muốn ở bé. Hữu Tâm, tâm là trái tim, cũng là tấm lòng. Bé sẽ là người có tấm lòng tốt đẹp, khoan dung và độ lượng. Chí Kiên, ý chí mạnh mẽ, kiên cường. Chí Thanh, người có ý chí cao cả, dũng cảm, thông minh. Đăng Khoa, người có tài năng và học vấn cao. Chiến Thắng, con sẽ luôn đấu tranh, mạnh mẽ giành chiến thắng. Đình Trung, người tài giỏi, mong con luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Gia Huy, mong con sẽ trở thành người tài giỏi, làm rạng danh gia đình. Hải Đăng, một ngọn đèn sáng giữa biển đêm, thông minh, tài giỏi. Huy Hoàng, người thông minh, sáng suốt và luôn tạo ảnh hưởng đến mọi người. Hữu Đạt, con sẽ luôn thực hiện được mong muốn, ước mơ của mình. Hùng Cường, con sẽ là người mạnh mẽ, vững vàng trong cuộc sống. Hoàng Phi, con có một ý chí kiên cường, mạnh mẽ và tài giỏi. Mạnh Khôi, con sẽ là người khôi ngô, tuấn tú và tài giỏi. Kiến Văn, người có học thức và nhiều kinh nghiệm. Hữu Phước, mong con sau này sẽ luôn bình an, nhiều may mắn. Khôi Vĩ, mong con sau này sẽ trở thành người vĩ đại, mạnh mẽ và đẹp trai. Mạnh Hùng, một người mạnh mẽ, quyết đoán và thông minh. Minh Quang, người thông minh, sáng sủa, có nhiều tiền đồ. Toàn Thắng, mong con sẽ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Tùng Quân, chàng trai luôn là chỗ dựa của mọi người. Thái Sơn, con luôn mạnh mẽ, vĩ đại như ngọn núi cao. Thành Công, mong con luôn thành công trong mọi lĩnh vực và đạt được nhiều mục tiêu đặt ra. Thành Đạt, con sẽ thành công, làm nên sự nghiệp. Thanh Tùng, một chàng trai sống thẳng thắn, vững vàng và mạnh mẽ. Quang Mạnh, người sáng suốt, mạnh mẽ và thông minh. Nam Khánh, con sẽ mạnh mẽ, tài giỏi và thành công. Thái Hưng, chàng trai thông minh, mạnh mẽ, mong con đạt được nhiều thành công. Đức Trung, người có quyết đoán, thông minh, tài giỏi và mạnh mẽ. Quang Khải, con luôn thông minh, thành công. Trường An, người mạnh mẽ, may mắn, mong con luôn bình an. Việt Dũng là chàng trai dũng cảm, thông minh và nổi trội. Hoàng Minh, mong con luôn thông minh, tiền đồ của con sẽ sáng sủa, rực rỡ. Mình rất là hy vọng sau video này thì ba mẹ có thể lựa chọn được một cái tên thật là hay và ý nghĩa cho bé. Ba mẹ đã ưng ý cái tên nào rồi? Comment ở bên dưới cho mình biết vì nha. Cảm ơn ba mẹ nhiều lắm. Bye bye.